Chào các em học sinh, chúng ta chuẩn bị nghe thầy giảng lại bài số 1, số 2 trong sách I Learn Smart World 9 để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ nhé. Trước hết, chúng ta đi bài số 1. Rồi, bài số 1, chủ đề English in the World. Các em phải nắm vững kiến thức về các từ vựng. Thì từ vựng ở trong bài, ở đằng sau cuốn sách, nó có một từ vựng nghĩa tiếng Việt. Đó là những từ keywords trong từng đơn vị bài. Còn những từ khác trong toàn thể nội dung của từng lesson thì chúng ta phải đảm bảo biết. Không biết thì các em phải tra từ điển để hiểu. Chỉ có hiểu từ vựng thì chúng ta mới đi sâu sát được toàn bộ bài. Do đó phần từ vựng chúng ta phải tự ôn tập nha. Hiện giờ thì chúng ta có nhiều phương tiện để ôn tập. Từ điển chúng ta chỉ cần xài trên mạng là đủ rồi. Ở đây là thầy sẽ giảng lại cấu trúc ngữ pháp cho chúng ta nắm. Rồi chúng ta xem cấu trúc ngữ pháp của bài 1. Rồi bài 1 chúng ta dùng to infinity. To infinity hay các thầy cô giáo ở Việt Nam thường gọi là to verb đó. Dùng to verb để làm gì? Chúng ta dùng to verb khi chúng ta muốn diễn đạt một mục đích về một việc gì đó. Thí dụ như ở đây, I read a lot in English to improve my skills. Tôi đọc nhiều tiếng Anh để cải thiện các kỹ năng của tôi. Để làm gì ha? Dùng to verb vậy đây. Do you watch movies to learn new words? Bạn có xem phim để học từ mới không? Động từ chỉ mục đích rất đơn giản như thế ha. Rồi, động từ cụm phrasal verbs. Động từ cụm là một động từ được kết hợp với một tiểu từ, particle là tiểu từ. Tiểu từ này nó có thể là một trạng từ hay một giới từ hay có cả hai luôn. Cái này chúng ta không quan tâm, chúng ta quan tâm cái nghĩa thôi nha. Nghĩa của động từ cụm khác với nghĩa của từng phần trong cái động từ cụm đó. Thí dụ, động từ look up thì chúng ta tách riêng từng cái. Thì look có nghĩa là nhìn, trông, up là trên hay là lên. Như vậy chúng ta thấy nếu là ráp hai nghĩa vào, nhìn lên, trông lên thì nó không có nghĩa gì trong cái câu này hết. Và ở đây look up có nghĩa là tra từ nha, tra từ trong từ điển đó. Look up the world if you don't know the meaning. That means find the word in a dictionary. Tra từ nếu bạn không biết cái nghĩa có nghĩa là mình tìm từ đó trong từ điển. Thí dụ nữa, look over your homework before you turn it in. Xem lại bài tập của mình trước khi bạn nộp nó. Có nghĩa là kiểm tra nó cẩn thận. Check it carefully. Look for any words you don't understand. Tìm kiếm bất kỳ từ nào mà bạn không hiểu. Như vậy look for ở đây có nghĩa là try to find. Try to find. Nha. Phrasal verb. Như vậy bài tập về phrasal verb thì chúng ta phải hiểu nghĩa để gắn cái động từ phrasal verb đó nó vào ô trống phù hợp với cái ngữ cảnh của cái câu nha. Rồi, phrasal verb một vài động từ cụm có thể tách rời. Một cái túc từ có thể đứng giữa động từ và cái tiểu từ hoặc sau cái tiểu từ. Ví dụ động từ rồi túc từ rồi tiểu từ hoặc động từ, tiểu từ, rồi túc từ. Thí dụ ở đây, can you turn the subtitles on? Bạn có thể bật phụ đề lên được không? Chúng ta còn có thể nói, can you turn on the subtitles? Bạn có thể bật phụ đề lên được không? Nếu động từ cụm tách ra được, và khi túc từ là một đại từ, thì túc từ đó phải đứng giữa động từ và tiểu từ. Verb, rồi đại từ đó, rồi tiểu từ. Thí dụ, can you turn them on?
chúng ta phải nói như thế bởi vì dumb là đại từ túc từ này. Chúng ta không được nói can you turn on dumb, nhớ như vậy nhé. Đại từ phải đứng giữa của động từ và tiểu từ. Tuy nhiên cũng có một vài động từ cụm không thể tách rời. Động từ và tiểu từ luôn luôn đi chung với nhau và túc từ phải đi sau đó. Chúng ta có động từ, tiểu từ rồi tới túc từ. Thí dụ, I come across a great English website. Tôi tình cờ gặp được một trang web tiếng Anh rất hay. Chúng ta không thể nói I come a great English website across. Không thể nói như thế. I went over my homework and I didn't find any mistakes. Tôi xem lại bài làm về nhà và không thấy một lỗi nào hết. Không được nói I went my homework and I didn't find any mistake over. Không được nói như thế. Ha. Như vậy động từ cụm nào tách ra được hay không tách ra được, chúng ta phải học thuộc lòng thôi. Nha. Ở trình độ chúng ta học thuộc lòng thôi. Chúng ta phải cố gắng nhớ. Nha. Đó là phần ngữ pháp của bài 1. Rồi, chúng ta tiếp tục sang bài 2. Đó là lesson 1 của unit 1 á, còn bây giờ là lesson 2 của unit 1. Rồi, phần từ vựng thì cũng vậy, chúng ta phải tự học từ vựng thôi. Phần ngữ pháp. Rồi, phần ngữ pháp. Chúng ta có mệnh đề hoặc cụm từ trảm ngữ chỉ lý do. Những mệnh đề hoặc cụm từ này giải thích lý do tại sao sự việc xảy ra. Chúng ta có thể viết mệnh đề chính rồi các cái trạng từ chỉ lý do như là e, since, because. Ba chữ này có nghĩa là bởi vì hết. Chúng ta lưu ý chữ e, chữ since còn nghĩa khác nữa. Ha. Do đó khi gặp e, since chúng ta phải hiểu nó là nghĩa như là hay là khi, since, từ khi hay là bởi vì. Rồi as cũng có nghĩa là bởi vì nữa chứ ha. Rồi sau đó là mệnh đề. Thí dụ đây: My English improved because I practiced a lot. Tiếng Anh của tôi cải thiện bởi vì tôi đã luyện tập nhiều. I'm going to study abroad as it will help me get a better job. Tôi sẽ đi du học nước ngoài vì nó giúp tôi có được một công việc tốt. Chúng ta có thể bắt đầu câu bằng mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do ha. Thì lúc đó giữa hai mệnh đề mình phải dùng dấu phẩy. Vì ha, rồi sự việc gì đó, rồi mệnh đề chính. Thí dụ: Since your English is better than mine, could you help me? Vì tiếng Anh của bạn tốt hơn của tôi, bạn có thể chỉ cho tôi không? Because I read a lot of English books, my vocabulary improved. À, cái này quá khứ cho mình phải đọc là read. Because I read lots of English books, my vocabulary improved. Tôi đã đọc nhiều sách tiếng Anh. Bởi vì tôi đọc nhiều sách tiếng Anh, từ vựng của tôi được cải thiện. Rồi chúng ta phải phân biệt cách dùng as in because với because of. As in because thì sau đó là mệnh đề, còn because of sau đó là cụm từ, cụm danh từ, noun phrase. Ví dụ: I'm studying English because of the opportunities it will give me. Tôi học tiếng Anh bởi vì những cái cơ hội mà nó trao cho tôi. À, cái phần chính là những cái cơ hội này nó trao cho mình. Đây là cụm từ. Cho dù đây có cái mệnh đề it will give me, nhưng mệnh đề này nó phụ thuộc vào cái danh từ the opportunities. Cho nên chính tính chung nó là cụm từ chứ không phải nó là mệnh đề. My brother is getting really good at English because of all the English movies he watches. Em trai tôi tiếng Anh đang thật sự là giỏi bởi vì tất cả cái phim tiếng Anh mà em ấy đã xem. Tất cả phim tiếng Anh mà em ấy đã xem là cụm từ. Mặc dù ở đây có mệnh đề là he watches,
Nhưng mà đề này nó phụ thuộc vào tất cả phim tiếng Anh mà em ở đấy xem, cho nên tính chung nó là cụm từ. Rồi, because of cũng có thể đứng đầu. Đứng đầu thì giữa hai cụm từ và mệnh đề phải có như vậy. Because of the cost, I'm not going to study abroad. Vì chi phí, ý là chi phí cao đó ha, tôi sẽ không du học nước ngoài. Because of the job I want in the future, I need to speak English really well. Vì cái công việc mà tôi muốn trong tương lai, tôi cần phải nói tiếng Anh rất giỏi mới được. Rồi, đó là cách phân biệt giữa mệnh đề và cụm từ với and since, because và because of. Rồi, chúng ta qua unit 1 lesson 3. Thì unit 1 lesson 3 phần từ vựng chúng ta cũng phải tự học. Phần viết thì chúng ta thực hành trong lớp thôi, còn kiểm tra chúng ta không thể kiểm tra một bài viết được bởi vì không có thời giờ. Chúng ta sẽ viết cái cách biến đổi câu thôi, thì thầy sẽ nói sao. Rồi, chúng ta qua bài 2. Lesson 1. Từ vựng chúng ta cũng phải tự học. Về phần ngữ pháp, chúng ta xem ngữ pháp của bài 2 là gì. Đó là động từ would. Trước giờ chúng ta hiểu would là quá khứ của will, nhưng trong bài này would không phải là quá khứ của will. Would dùng độc lập như một model diễn tả những hành động quá khứ lặp đi lặp lại mà bây giờ không còn xảy ra nữa. Khi dùng would, chúng ta cần phải có một thời gian cụ thể hoặc một cái dịp gì đó trước hoặc sau cái hành động lặp đi lặp lại đó. Chúng ta có cấu trúc cụm từ chỉ thời gian, chủ từ would, động từ nguyên mẫu. Sau would chắc chắn phải động từ nguyên mẫu bởi vì nó là model. Rồi túc từ. Thí dụ, when I was a kid, khi tôi còn là một đứa trẻ nhỏ, I would walk home with my mom. Tôi thường đi bộ về nhà với mẹ tôi. Như vậy ở đây would diễn tả cái sự việc đi về nhà với mẹ ở trong quá khứ nhiều lần, lặp đi lặp lại. Bây giờ lớn rồi thì không còn nữa, chấm dứt, hết. Rồi chúng ta có cấu trúc chủ từ would, nguyên mẫu, túc từ và cụm từ chỉ thời gian. Để sau, cái này để trước, cái này để sau. Thí dụ, men would make the big decisions in those days. Nam giới thường ra quyết định quan trọng ngày xưa. In those days là ngày xưa. Vậy chúng ta thấy thời gian có thể đứng đầu, thời gian có thể đứng sau. Rồi, chúng ta có thể sử dụng trạng từ tần suất. Usually, often, sometimes, never, sao, model would. Chúng ta có chủ từ would, trạng từ tần suất, động từ nguyên mẫu và túc từ. Ví dụ, back then, we would often help cook and clean. Lúc đó, chúng tôi thường giúp nấu nướng và dọn dẹp. Children would usually play outside in the past. Trẻ em thường chơi đùa ngoài trời trong quá khứ. Lưu ý về would. Chúng ta không sử dụng would để nói về những sự kiện, những tình trạng hoặc những điều người ta làm phần lớn thời gian, làm ở một thời điểm cụ thể nào đó hoặc chỉ là một lần. Trong những trường hợp này chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn, không dùng would. Thí dụ, he was a farmer. Đây là một tình trạng. This was a past state, một tình trạng trong quá khứ. Thời điểm đó ông ấy là một nông dân. Ha, nó là tình trạng chứ không phải là cái hành động lặp đi lặp lại, không phải. Cho nên phải dùng quá khứ đơn thôi, was, chứ không được dùng would be. Thí dụ nữa, when I was a kid, I went to bed at 7:30 p.m.
I always did this. Khi tôi còn bé, tôi đi ngủ lúc 7:30 và tôi thường làm như thế, luôn luôn làm như thế. Như vậy đây không phải hành động lặp đi lặp lại, ha, mà nó là một cái sự việc phát cố định trong quá khứ, nha. In 1970, my father won an art competition. He won only once. Năm 1970, cha tôi đã đoạt giải một cuộc thi nghệ thuật. À, và lúc đó, năm 70, ông ta đoạt giải có một lần đó thôi. Thì chúng ta chỉ quá khứ đơn, không được nói là would win. À, không được nói như thế, would win. Đó là về động từ would diễn tả những cái sự việc lặp đi lặp lại trong quá khứ. Bây giờ không còn làm nữa. Chúng ta sang lesson 2, từ vựng, những từ keyword chúng ta phải nắm, ngữ pháp. Một động từ tương đương với would đó là used to. Used to cũng dùng tương tự như would nhưng có một chút khác biệt, chút xíu nữa mình sẽ nói rõ. Chúng ta sử dụng used to để diễn tả một tình trạng trong quá khứ mà bây giờ không còn tồn tại. Thí dụ, she used to have long hair, now it's short. Trước đây cô ta để tóc dài, bây giờ thì tóc ngắn. Như vậy đây là tình trạng, chứ không phải là hành động lặp lại. Ha? Không có hành động nào ở đây hết, mà cái sự việc đó là một sự kiện thôi. Rồi, used to dùng để diễn tả một hành động trong quá khứ lặp đi lặp lại nhưng không còn tiếp diễn ở hiện tại nữa. Thí dụ, I used to play tennis every weekend. Now I don't. Trước đây tôi chơi quần vợt mỗi cuối tuần. Đây là hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. Bây giờ tôi không còn chơi nữa, dùng used to. Và ở đây dùng would được luôn. À, hành động lặp đi lặp lại dùng would được. Rồi, chúng ta có cấu trúc của động từ used to. Bởi vì used to nó khác biệt với would ở chỗ used to là một model, nhưng khi thể phủ định và nghi vấn thì lại làm như động từ thường. Cụ thể, thể khẳng định thì chủ từ used to rồi verb nguyên mẫu, rồi có túc từ hay không, từ là tùy mỗi câu. Thí dụ, I used to go to the beach in the summer. Tôi thường đi ra biển vào mùa hè. My mom used to bake a pie on the weekends. Mẹ tôi thường nướng một cái bánh vào cuối tuần. Rồi, sao used to vấp nguyên mẫu? Thể khẳng định. Nhưng thể phủ định thì mình coi used to như là động từ thường. Phải mượn trợ động từ did. Và dĩ nhiên động từ use phải nguyên mẫu. Rồi, vấp nguyên mẫu. Rồi túc từ nếu có. Thí dụ, we didn't used to travel in the holidays. Trước đây chúng tôi không có thường đi du lịch vào những ngày nghỉ. We didn't used to see her friends after school. Trước đây chúng tôi cũng không có thường gặp gỡ bạn bè. À, cô ấy không có thường gặp gỡ bạn bè của ấy sau giờ học. Với câu hỏi có từ để hỏi thì dĩ nhiên là cũng bình thường thôi. Mình đặt từ để hỏi trước, rồi thứ tự của một câu ở thể nghi vấn. Ha? Did, chủ từ, rồi used to nguyên mẫu. Rồi động từ nguyên mẫu, rồi túc từ nếu có. Thí dụ câu hỏi yes, no nè. Did he used to take lunch to school? Anh ấy có thường mang đồ ăn trưa vào trường không? Where did they used to go on vacation? Họ có thường đi nghỉ. À, họ thường đi nghỉ ở đâu? Rồi. Đó là về động từ used to. Chúng ta phân biệt nè. Used to, khi chúng ta nói về tình trạng trong quá khứ, chúng ta dùng used to, không được dùng would. Thí dụ, I used to live in London. Đây không phải hành động lặp đi lặp lại, bởi vì mình sống ở London là mình sống thôi, chứ đâu phải mình sống một lần, hai lần, ba lần, không có. Thì đó là một, gọi là một past state. Cho nên mình dùng used to, không được dùng would. Ha, không được nói I would live in London. Khi chúng ta sử dụng cả hai used to và would luôn thì used to thường đi trước để thiết lập cái bối cảnh cho cái hành động quá khứ đó. Thí dụ,
When I was a kid, I used to visit my uncle every year. We'd play, đây có nghĩa là wood á. We'd play in the woods and we'd go fishing in the river. Khi còn bé, tôi thường đi thăm chú mỗi năm. Chúng tôi thường chơi trong rừng và chúng tôi thường đi câu cá ở ngoài sông. Rồi, như vậy you still phải đi trước, thiết lập cái bối cảnh. When I was a kid, rồi sau đó mới tới động từ dùng would. À. Chúng ta không cần phải nói một cái thời điểm quá khứ khi dùng used to. Thí dụ, I used to go fishing with my grandpa. Tôi thường đi câu cá với ông của tôi. Không cần có thời gian. Chúng ta cũng có thể nói when I was young, I used to go fishing with my grandpa. Khi tôi còn bé thì tôi thường đi câu cá với ông. Nhưng nếu không có cũng không sao. Nhưng would là phải có nha. Tuy nhiên, chúng ta cần phải kể thời gian với would. Đó. Thí dụ như là when I was young đó. Thí dụ nè, when I was young, I would go fishing with my grandpa. Không được biết I would go fishing with my grandpa không, mà không có mệnh đề hoặc cụm từ chỉ thời gian với would. Đó là động từ would và used to. Rồi, lesson 3 là chúng ta cũng ôn về động từ, về từ vựng, phải tự mình ôn. Phần viết chúng ta cũng đã thực hành trong lớp. Chúng ta không có viết bài mà chúng ta sẽ viết câu. Rồi, đó là toàn bộ bài học 1 và 2 về ngữ pháp. Bây giờ chúng ta nói qua về cái cấu trúc của bài thi giữa kỳ. Thì chúng ta sẽ có đây. Đầu tiên chúng ta phân biệt về ngữ âm gồm có dấu nhấn. Thí dụ như cái bài này dấu nhấn ha. Thì chúng ta đã được rèn luyện mấy tuần lễ nay rồi. Ở những tiết tăng ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ tập trung vào những bài ở trong cái tài liệu tiết tăng để chúng ta ôn nha. Có dấu nhấn, có âm, phân biệt nguyên âm ha, phụ âm nha, phân biệt nguyên âm phụ âm. Rồi, trắc nghiệm tổng hợp về từ vựng, về điểm ngữ pháp của bài 1, bài 2 nha. Trắc nghiệm từ vựng. Biển báo, tiếp theo là biển báo. Đây, biển báo nha, biển báo. Chúng ta phải nhìn và hiểu biển báo nói gì và chọn trắc nghiệm đáp án. Rồi, mục tiếp theo là bài đọc. Bài đọc mà điền vào chỗ trống gọi là close text ha. Mình đọc và mình hiểu rồi chọn đáp án ABC bên dưới để điền vào những chỗ trống phía trên ha. Chúng ta phải nắm vững cấu trúc ngữ pháp không những của bài 1, bài 2 mà những điểm ngữ pháp đã học ở 6, bài 8 nữa, bởi vì ngôn ngữ là có tính liên thông và kết dính với nhau. Ngữ pháp này hỗ trợ cho ngữ pháp kia. Do đó chúng ta không chỉ học bài 1, bài 2 mà những kiến thức cũ phải nhớ nữa nha. Rồi, sau đó là bài đọc ở phần true false và trắc nghiệm. Chúng ta đọc bài, chúng ta tìm ý để chúng ta quyết định xem các câu mà người ta hỏi, người ta yêu cầu là ở true hay false. Và có hai câu trắc nghiệm, chọn ABCD. Tiếp theo là chúng ta sẽ có phần word form, là cái phần mà đa số học sinh đều sợ hết. Nhưng mà thầy cô đã giới hạn cái số lượng từ cho chúng ta rồi. Chỉ học 10 từ để chúng ta thoải mái làm bài thôi, chứ không bắt học hết ha. Thì chúng ta cố gắng học. Chúng ta phải biết phân biệt chỗ trống này cần điền loại từ gì. Thì chúng ta phải hiểu chức năng của tất cả các từ loại. Là chúng ta phải học từ lớp 6 cho tới bây giờ ha. Tính từ dụ để làm gì, trạng từ dụ để làm gì. Chúng ta phải biết những chức năng đó thì chúng ta mới điền vào được. Và những vấn đề này là trên lớp là thầy cô đã giảng rồi. Chúng ta phải nhớ nghe lại. Ở đây thầy nhắc lại thôi ha. Chúng ta còn thời gian để mà ôn tập nữa. Do đó là trong những giờ thầy cô ôn tập đó thì cố gắng nhớ và ghi chép
cẩn thận để biết chức năng của các từ loại để chọn cho đúng danh, động, tính, trạng từ. Rồi phần tiếp theo là phần sắp xếp các từ ngữ hoặc cụm từ thành một câu hoàn chỉnh. Thì cái này vừa kết hợp ngữ nghĩa vừa kết hợp ngữ pháp. Từ vựng chúng ta phải nắm vững và ngữ pháp chúng ta phải biết để kết dính những cái từ vựng đó lại với nhau thành một cái cấu trúc ngữ pháp hoàn chỉnh và nghĩa nó cũng hoàn chỉnh luôn. Đòi hỏi chúng ta phải tập trung cao ở phần này. Nếu chúng ta không biết nghĩa một từ nào đó thì chúng ta có thể bí không làm ra được. Bảo đảm phải có từ vựng, phải hiểu nghĩa. Phần cuối cùng đó là phần biến đổi câu. Có khi biến đổi câu với từ trong ngoặc là chúng ta phải viết cái câu đó lại theo cách khác nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa mà có cái chữ trong ngoặc đơn nha. Thì cái phần này chúng ta cũng đã được luyện nhiều ở trong những tiết tăng rồi, bài tập rồi, tuần nào chúng ta cũng học. Thì chúng ta phải cố gắng nhớ trong lớp, ghi chép bài cẩn thận, ghi chú cách làm, không hiểu thì phải hỏi lại liền. Thì lúc đó chúng ta sẽ làm bài tốt, an tâm làm bài được. Rồi, đó là những gì mà thầy nhắc nhở chúng ta để chúng ta ôn tập cho nó tốt nha. Rồi, cái phần hướng dẫn tới đây là kết thúc. Chúng ta sẽ còn được học ôn tập ở tuần sau nữa. Do đó chúng ta cố gắng những gì mà chưa hiểu thì vào những tiết ở trên lớp hỏi thầy cô nha. Rồi, tạm biệt chúng ta. Chúc tất cả các em học tốt, khỏe để làm bài cho nó tốt. Goodbye.